Chào các bạn. Sau khi mà mua sắm xong thì bây giờ mình đi ra ngoài như thế này để xem mọi người thường sau khi mua sắm xong thì sẽ làm gì nhé. Bây giờ ở phía mắt trước mặt các bạn là cái khung cảnh mọi người đang đứng xếp hàng chờ thanh toán này. Đó. Để mà vào mua sắm được ở Costco ấy, thì các bạn nhớ lưu ý là phải có cái thẻ thành viên của Costco. Nếu như mà bạn không có thẻ thành viên của Costco thì các bạn có thể là đi cùng với một người bạn nào đó, sau đó người đó sẽ thanh toán giúp cho bạn. Còn nếu trong trường hợp mà bạn mượn thẻ thành viên ấy, thì cũng không được đâu, bởi vì lần trước thì có một chị bạn nhờ mình đi mua nhưng mà lúc đó mình không mang thẻ mà mình sử dụng thẻ của chị, và kết quả là mình lại phải chờ chị tới tận nơi để thanh toán. Vì vậy khi mà các bạn tính tới đi Costco thì các bạn có thể là rủ một người bạn nào đó, nếu như bạn chưa có thẻ thành viên thì các bạn có thể đi cùng. Bây giờ thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là mọi người lũ lượt mang đồ ra như thế này. Thì thông thường sau khi mà thanh toán xong thì mọi người sẽ đi ra ngoài. Đây, hôm nay là cuối tuần cho nên các bạn sẽ thấy rất là đông như thế này. Còn nếu ai mà chưa muốn về ngay thì có thể ngồi mua đồ ở những cái mua đồ ở chỗ như thế này để ăn uống. Đây thì sau khi mà mua đồ xong thì mọi người ra đây để mọi người ngồi ăn này, nói chuyện này. Bây giờ mình sẽ đi vào phía đó, bên trong xem bảng giá như thế nào nhé. Đây, mọi người mua hàng, mọi người xếp hàng như thế này. Và các bạn nhìn thấy bên kia kìa, phía trên ấy thì sẽ là bảng giá của những cái đồ. Các bạn sẽ thấy là hot dog ở đây chỉ có 1.5 đồng thôi. Giá đồ ăn ở đây thì cũng khá là rẻ, ví dụ như kem chẳng hạn thì khoảng 2 đồng. Đó. Cũng có thể là để mọi người sau khi mà mua sắm rất là lâu như vậy, mọi người ăn uống thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái thời gian mua sắm lên, bởi vì các bạn thấy rằng là phía bên ngoài kia đã có đồ uống, đồ ăn sẵn rồi. Đó. Sau khi xếp hàng xong như này trả tiền. Với cái đồ uống chẳng hạn thì họ sẽ đưa cho các bạn một cái cốc, và các bạn ra đây tự lấy đồ uống này. Tự lấy đồ uống, và uống xong hết thì các bạn sẽ tự ra đổ lại mà không phải trả thêm tiền lần nữa. Điều đó có nghĩa là với đồ uống ấy thì là 0.8 sen cho một cái cốc. Thế còn bạn uống bao nhiêu thì tùy khả năng của bạn, uống bao nhiêu cũng được. Đây là một cô khách hàng, cô đang refill lại, tức là cô đã lấy rồi và bây giờ thì cô lấy thêm. Đó, đây cũng là một cái văn hóa trong cái việc đi mua sắm hay là đi Costco của Canada. Đây gọi là món poutine này. Cái món này nổi tiếng của Canada. Nếu như bạn có dịp tới Canada du lịch hay là mới tới Canada thì có thể là thử cái món này. Đây là được kết hợp bởi từ khoai tây chiên và cheese, cũng như là cái nước sốt dành riêng cho poutine. Nó gọi là gravy. Thế cho nên là nếu mà các bạn có thể là dừng ở bất kỳ một cái tiệm fast food nào của Canada mà có thì bạn có thể là thử. Tuy nhiên thì cái chất lượng poutine cũng tùy từng chỗ mà nó có cái vị riêng của nó. Nếu như mà bạn ghé Costco thì mình thấy cái vị của nó cũng khá là ngon rồi. Và bạn có thể thử ở đây nếu như bạn có cái cơ hội để đi shopping ở Costco nhá. Món này thì rất là nhiều phô mai này. Các bạn khi mà nhấc lên các bạn sẽ thấy này. Đấy, nhiều đấy. Rất là nhiều luôn. Vậy là nếu ai mà sợ béo ấy thì sẽ không thích cái món này đâu. Tuy nhiên là những ai mà thích ăn phô mai thì nên thử. Rất là nhiều này. Đó. Clip này thì mình ghi hình lại để giúp cho các bạn có thêm hình dung thêm về một cái góc nhìn trong cái đời sống hàng ngày tại Canada thôi. Và cụ thể là trong cái cuộc sống hàng ngày ở Winnipeg. Nếu như mà các bạn quan tâm tới cuộc sống ở Canada hoặc là tìm hiểu các thông tin trước khi mà đi đến quyết định có nên di chuyển tới Canada để định cư hay là để du học hay không, thì các bạn nhớ nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình để mà có những cái thông tin đầy đủ nhất về các góc cạnh của cuộc sống nhé. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.